Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily. Mình xin cập nhật một số tin tức tối ngày 6 tháng 9 năm 2021 như sau. Đầu tiên là sự khác nhau giữa chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của chính phủ. Từ ngày mai, ngày 7 tháng 9 năm 2021, tỉnh Kiên Giang còn áp dụng chỉ thị 16 đối với 7 huyện Vĩnh Thuận, Châu Thành, Gạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Nhân Thành và Hà Tiên bắt đầu từ 0 giờ ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 13 tháng 9 năm 2021 và 8 huyện còn lại là thực hiện chỉ thị 15 bao gồm U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Dòng Ghiền, Tân Hiệp, Kiên Hải và Phú Quốc. Thì mình xin chia sẻ cho các bạn cùng nắm để mình biết cái sự khác nhau giữa chỉ thị 15 và 16 nó như thế nào. Về tập trung đông người, chỉ thị 15 dừng các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện, có nghĩa là tụ tập 10 người trở lên ngoài nơi công cộng đó. Chỉ thị 16 thì cách ly toàn xã hội, mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không tụ tập quá 2 người ngoài công sở, trường học. Về khoảng cách an toàn tối thiểu thì chỉ thị 15 và 16 đều là 2 mét. Về các cơ sở kinh doanh, chỉ thị 15 thì tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu mở cửa. Còn đối với chỉ thị 16 là tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chỉ các cơ sở kinh doanh tại kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu mới được mở cửa. Về hoạt động vận tải, về chỉ thị 10 của chỉ thị 15 là hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, hạn chế vận chuyển hành khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến nơi khác. Về hoạt động vận tải của chỉ thị 16 là dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Đó là một số nội dung khác nhau giữa chỉ thị 15 và chỉ thị 16 để cho mọi người cùng biết, cùng nắm. Tiếp theo là báo cáo nhanh số ca nhiễm mới từ 19 giờ ngày 5 tháng 9 đến 7 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021. Tình hình xét nghiệm và trường hợp mắc mới. Ghi nhận số ca mắc mới là 172 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 7 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021 lên 2.594 ca. Ghi nhận tại các địa phương, đơn vị sau. 1. Thành phố Gạch Giá ghi nhận 153 ca dương tính mới, trong đó 73 trường hợp xét nghiệm test nhanh sàng lọc. Khu phong tỏa 34 ca phường Vĩnh Lạc, 20 ca phường Vĩnh Thanh, 15 ca phường Vĩnh Quang và 4 ca phường Vĩnh Bảo. 48 trường hợp xét nghiệm test nhanh sàng lọc cộng đồng, 20 ca phường Vĩnh Quang, 10 ca phường Vĩnh Bảo, 10 ca phường Vĩnh Thanh Dân và 8 ca phường Vĩnh Lạc. 29 trường hợp F1 cách ly tập trung xét nghiệm lần 1, 3 trường hợp F1 cách ly tập trung xét nghiệm lần 2. Nâng tổng số ca mắc của Gạch Giá lên 1.208 ca. 2. Hòn Đất ghi nhận 16 ca dương tính mới, trong đó 3 trường hợp xét nghiệm test nhanh sàng lọc cộng đồng, 2 ca Mỹ Phước và 1 ca Mỹ Lâm. 3 trường hợp F1 cách ly tập trung xét nghiệm lần 1, 10 trường hợp F1 cách ly tập trung xét nghiệm lần 2, nâng tổng số ca mắc của Hòn Đất lên 109 ca. 3. Vĩnh Thuận ghi nhận 2 ca dương tính mới là trường hợp đang cách ly tại nhà Kinh Mộc A, Tân Thuận, nâng tổng số ca mắc của Vĩnh Thuận lên 146 ca. 4. U Minh Thượng ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung xét nghiệm lần 1 ở xã Minh Thuận, nâng tổng số ca mắc của U Minh Thượng lên 4 ca. Số ca mắc của các địa phương đơn vị tính từ đầu dịch đến nay như sau: Bệnh viện Đa khoa 74 ca, Gạch Giá 1.208 ca, Dầm Ghiền 126, Hà Tiên 144, An Biên 13, Vĩnh Thuận 146, Tân Hiệp 10, An Minh 19, Gò Quao 84, Kiên Hải 7, Phú Quốc 5, Châu Thành 198, Hòn Đất 109, Kiên Lương 327, U Minh Thượng 4, Giang Thành 56, Bệnh viện Lao Phổi 9, Bệnh viện Ung Bú 55 ca. Tiếp theo là quyết định số 293 ngày 5 tháng 9 năm 2021
của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Gò Quao. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định điều 1 thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại xã Thế Quảng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cụ thể như sau. 1. Địa điểm Tổ nhân dân tự quản số 3, ấp Thế Bình, xã Thế Quảng, huyện Gò Quao, từ nhà ông Lê Văn Hai đến nhà ông Đào Văn Nhớ. 2. Thời gian thiết lập kể từ 12 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch COVID-19 tối thiểu là 14 ngày. Tiếp theo là quyết định 294 ngày 5 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Rạch Giá. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định điều 1 thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại phường Vĩnh Thanh Văn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cụ thể như sau. 1. Địa điểm toàn bộ hẻm 2, đường Trần Thái, khu phố 2, phường Vĩnh Thanh Văn. Toàn bộ hẻm 12, đường Nguyễn Văn Chỏi, khu phố 1, phường Vĩnh Thanh Văn. Thời gian thiết lập kể từ 0 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch COVID-19 tối thiểu là 14 ngày. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đã ký. Tiếp theo là thông báo số 95 ngày 5 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quang thông báo về việc tạm dừng hoạt động đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính trên địa bàn phường Vĩnh Quang. Thực hiện theo quyết định số 2113 ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay trên địa bàn thành phố nói chung, phường Vĩnh Quang nói riêng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông báo tạm dừng hoạt động đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính trên địa bàn phường Vĩnh Quang từ ngày 5 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021 hoặc đến khi có thông báo mới. Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, phường, ban lãnh đạo 10 khu phố thông báo đến tất cả người dân trên địa bàn phường biết và thực hiện đúng theo tinh thần thông báo. Thay mặt Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Duy Đông đã ký. Tiếp theo là văn bản số 2144 ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc cho tất cả học sinh thuộc 8 huyện thành phố thực hiện chỉ thị số 15 đến trường học từ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Ngày 5 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo số 314 về phương án tổ chức năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại cuộc họp ngày 6 tháng 9 năm 2021. Theo kết luận cuộc họp thì các huyện thành phố thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ gồm An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao, Dòng Ghiền, Tân Hiệp, Kiên Hải, Phú Quốc thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc, các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, giáo dục dạy nghề, giáo dục thường xuyên, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những yêu cầu sau. 1. Từ ngày 13 tháng 9 năm 2021, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, thành phố An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Gò Quao, Dòng Ghiền, Tân Hiệp, Kiên Hải, Phú Quốc được phép cho học sinh đến trường học tập. Nhà trường không tổ chức chào cờ đầu tuần tập trung ở sân trường mà thực hiện chào cờ tại lớp học. Khi học sinh ra chơi thì không tập trung ở sân trường mà chỉ nghỉ tại lớp, việc dạy và học thực hiện theo kế hoạch của nhà trường. 2. Đối với các huyện, thành phố còn lại tiếp tục tổ chức dạy và học qua môi trường Internet đối với học sinh khối 9, khối 12 từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến ngày 20 tháng 9 năm 2021. 21. 3. Tất cả các cơ sở giáo dục của 7 huyện thành phố còn thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện khi có chủ trương thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thì nhà trường bắt tay vào dạy và học ngay, xây dựng kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả nhất, đồng thời các đơn vị xây dựng kế hoạch học bù cho các em đã học trễ so với 8 huyện thành phố nói trên để đồng bộ về thực hiện chương trình dạy học trong toàn tỉnh.
4. Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID như sau. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, phải đeo khẩu trang suốt trong trường và trong cả lớp học. Kiểm tra bổ sung đầy đủ nơi rửa tay và xà phòng, nước khử khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt hàng ngày cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh từ nhà đến trường và ngược lại phải đeo khẩu trang. Khi học sinh đến trường hàng ngày, đầu buổi đo thân nhiệt cho học sinh, nếu có học sinh biểu hiện sốt cao, ho thì phối hợp với y tế địa phương để xử lý cho phù hợp. Nếu phát hiện học sinh bị F0 thì nhà trường báo nhanh với cơ sở y tế địa phương để đưa các em đi cách ly y tế theo quy định. Nhà trường phối hợp với y tế địa phương để truy vết nhanh các học sinh F1 để đưa các em đến khu cách ly tập trung, còn học sinh F2 thì cách ly tại nhà. Việc học của những học sinh này sẽ thực hiện. Học sinh F0 cách ly tại cơ sở y tế nên không học được, cho nên khi không còn cách ly sẽ phân công giáo viên dạy bù cho các em vào thời gian thích hợp. Học sinh F1 và F2 cách ly tại khu cách ly tập trung và ở nhà thì nhà trường sẽ phân công giáo viên photo bài học gửi đến các em để học. Khi không còn cách ly sẽ phân công giáo viên dạy bù cho các em vào thời gian thích hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt tinh thần công văn. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai tốt công tác dạy và học, đồng thời phối hợp với địa phương trong công tác phòng chống dịch tại đơn vị. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Bảo đã ký. Bản tin tối nay của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để được thông báo sớm nhất nếu có tin tức mới về tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như là những tin tức liên quan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.